chỉ là cách thay những cái chậu làm đèn thu xuân vàng mắt đen thâm tơ rất là nhiều. Bây giờ chúng ta thay chậu, cho chậu nó chặt quá này. Cái đầu tiên chúng ta phải làm là chúng ta phải bóc nhấn cho cái rễ nó long ra khỏi cái chậu nhé. Chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ mở cái móc này ra trước, sẽ làm đó là cái dao nó cắt bứt rễ đi, cái rễ nào nó nằm ở ngoài chậu rồi nó sẽ làm chúng ta kéo chậu ra không được, và cắt bứt rễ. Cái rễ này nó ta không chậu ra được thì nó cắt đi, chúng ta kéo nhấc cái chậu ra khỏi rồi. Bây giờ thì nó còn ít xốp ở dưới này. Cái giống lan này thì bây giờ cái bộ rễ nó vẫn còn phát triển nhé, là chúng ta sẽ từ từ rút cái móc vào ra. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một cái chậu gỗ đã lót ra túi lưới như này rồi. Chúng ta sẽ cho cái chậu chúng ta vào, rồi chúng ta sẽ dùng cái dây cái đục cột cho nó đứng cái đã. Thì chúng ta dùng cái thanh cụi này, thanh cụi nó nhỏ nhỏ như vậy là vừa luôn. Thanh cụi như vậy vừa để chúng ta trồng cái dendro này, là cứ nhét vào. Vì lan của chúng ta mới cắt nên là anh chị chúng ta lưu ý là khi mới trồng xong đừng bao giờ tưới nước liền nhé, và ngặt chậu ra được hoặc thấp hơn một chút. Để mà làm kỹ hơn thì anh chị chúng ta nên để khô vài ngày ta trồng mới. Và than củi này muốn hiệu quả nhất thì anh chị chúng ta ngâm nước trước khi chúng ta trồng. Còn sau khi mà chúng ta trồng rồi thì muốn cho nhanh ướt thì anh chị có thể là mang vào sâu nước, xô nước ngập nước tới đây. Chúng ta ngâm được khoảng tầm 10-15 phút thì cái chậu lan chúng ta nó sẽ ngập nước nhé. Ta sử dụng cái dây này chúng ta luồn qua cái gốc. Sao cố gắng là phải né cái mầm con nhỏ nhé, luồn vào thật khéo, kéo tay luồn vào đây, cột nó lại. Việc chúng ta dùng cái dây này để làm gì? Để cái lan chúng ta, cái gốc này nó không bị lật lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa cái thân nó đi theo các hướng cho đều nhé. Rồi bây giờ chúng ta mở khúc dây hút trên ra này. Để chúng ta muốn để đời nhất là ta dùng cái kẹp nó uốn thành vòng tròn, ta luồn vào, chúng ta luồn vào. Chúng ta luồn vào đến một đợt để cho nó đợt cái thân của chúng ta nó đổ ra cho đều nhau. Rồi giờ tới một cái đoạn nào ở giữa đây chúng ta bắt đầu cột nó lại. Chỉ dùng cái dây kẽ bọc nhựa này là hiệu quả nhất. Cái vòng này vào trong cái dây kẽ của chúng ta, dây móc của chúng ta, cái móc chúng ta nó đợt cho nó đều nhau để cái thân là nó đều nhau. Còn này sang năm thì sẽ có rất là nhiều thân có hoa, nên là bây giờ sẽ tạo cho nó một cái giò để sang năm chúng ta có thể đi thi được, đi trưng bày được. Bây giờ chúng ta định vị cái cây nó lại, định vị những cái thân theo hướng của nó. Chúng ta sẽ định vị cái thân nó đều ra ngoài cho nó khỏi bị cái chậu lan chúng ta nó khỏi bị đổ lung tung ấy. Sang năm nó sẽ có những cái giò thân lan đều nhau. Chúng ta kéo ra như vậy để sau này cái bầm tơ này nó đâm mồi dựa và các cái thân này tâm tới là sẽ thân hoa thì nó cho ra ngoài, và cái ngọn nó kéo cao ra ngoài đó, thì nó sẽ dùng cái dây luôn lại. Chúng ta kéo vào trong thì chúng ta có thể dùng cái dây này đã buộc tạm định vị cho cái cây nó vào trong. Thân tơ này năm nay chưa có hoa, năm tới là chưa có hoa thì chúng ta phải gỡ nó ra nhé. Rồi, và đây chúng ta đã được một cái chậu lan dendro xuân tương đối cân bằng. Ghép xong rồi đấy. Sau khi ghép xong thì anh chị chúng ta nếu mà mới thay chậu liền thì đừng có tưới nước nhá. Tưới nước có chừng hư rễ, bị bệnh, bị thối. Thì chúng ta để khoảng 3 ngày sau
cho vết thương nó liền đi rồi chúng ta rồi tưới nước. Anh chị có thể cho một bên một túi phân gốc như này. Sau khi cái mầm con này nó chưa có rễ thì chúng ta chưa cần phun phân gì hết, chờ cái mầm con này, nó bọc nó phát triển lên dài tầm 20 phân thì anh chị phun kích rễ cho mầm con, rồi phun toàn thân toàn mẹ. Và trong thời gian cây hoa thì chúng ta chỉ cần giữ ẩm gốc, và chúng ta có thể ngâm chậu lan này trong chậu trong thau nước khoảng 10-15 phút cho nước nó ngập hết các than này, thì chúng ta tưới nước sau đó nó sẽ ẩm ướt, và một ngày chúng ta tưới nước một lần là được. Khi mầm con lên ra rễ thì anh chị chúng ta sẽ phun như nó là NPK20B1 rong biển nhé. Đây là một cách đơn giản nhất để giúp ta làm những chậu dendro mau trở thành cái tác phẩm. Anh chị vào theo dõi kênh của em thấy có ích, hãy giúp em nút đăng ký kênh và nút theo dõi. Tạm biệt anh chị nhé.